Xin kính chào quý vị và các bạn, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh ô tô 360 của chúng tôi. Ngồi buồn thì lại lấy cồn rửa tay. Lâu lâu chúng ta lại phải xoa tay vào cồn. Trong cái thời buổi hiện nay thì là Việt Nam là chống dịch dập dồn, ai ai cũng phải xoa cồn vào tay. Mặc dù nằm ngủ cả ngày đến khi thức dậy là xoa tay vào cồn. Đúng là dịch bệnh không biết đến bao giờ nó hết quý vị các bạn. Trong những cái ngày nghỉ, trong những ngày cách ly toàn xã hội thì ở nhà rất là buồn. Chắc chắn là ai cũng phải ở nhà và ai cũng rất là buồn vì không có cái việc gì để làm mà đang ở nhà rất là buồn. Như tôi đây là tôi cứ ở nhà xong rồi cứ có khách hẹn thì tôi ra cửa hàng như này. Ra cửa hàng thì chỉ có để xem ngắm những cái xe này thôi. Chứ vì là cái đợt nghỉ này thì cũng rất là ít khách. Có những một số khách có nhu cầu mua bán xe ô tô thì toàn giao dịch qua mạng. Tôi ở nhà tôi sẽ làm việc online, tôi sẽ đăng tin quảng cáo online. Trong cái dịp nghỉ này cũng rất là nhiều người rảnh rỗi cho nên là cũng đi tìm hiểu về xe. Rất nhiều người cũng đã liên hệ với tôi qua điện thoại, qua Zalo, có thể chat Zalo, nhắn tin. Tôi cũng tư vấn cho quý vị rất là nhiều bằng cái là tôi lại có gửi hình ảnh này, gửi video clip cho quý vị các bạn xem xe và tư vấn trực tuyến trên mạng đấy. Cho nên là trong cái thời gian này mà quý vị và các bạn rảnh, quý vị và các bạn có thể chat Zalo cùng với tôi sẽ gửi cho quý vị và các bạn xem hình ảnh và xe và tư vấn cho quý vị và các bạn xe là xem là quý vị và các bạn là đang có bao nhiêu tiền, đang muốn mua xe tầm bao nhiêu tiền và cái tầm tiền của quý vị thì mua được những xe gì đời nào và đi nó ra sao. Quý vị các bạn nhu cầu của quý vị và các bạn mua xe là những chiếc xe là yêu cầu của quý vị các bạn là cần nó như thế nào, cần là như thế nào để nó phù hợp với mục đích sử dụng của quý vị các bạn. Ví dụ như quý vị các bạn cần mua xe để đi làm và quý vị và các bạn cần mua xe để cho gia đình hoặc quý vị và các bạn cần mua xe để chạy dịch vụ. Mỗi người là có một cái nhu cầu sử dụng xe ô tô nó khác nhau, cho nên là cái việc chúng tôi là tư vấn cho quý vị và các bạn là cái việc cho nên quý vị và các bạn rất cần chúng tôi tư vấn cho quý vị và các bạn. Chính vì thế quý vị và các bạn đừng ngại, quý vị và các bạn có thể liên hệ với hotline ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn để xem quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua xe như thế nào này, quý vị và các bạn có cần tiền bao nhiêu, tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đừng ngại. Và nếu như quý vị và các bạn xem những clip của chúng tôi thì xin quý vị và các bạn hãy like clip ạ. Và quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi update lên trên kênh ô tô 360 này. Đây là cửa hàng mua bán xe ô tô của chúng tôi ạ. Đây là cửa hàng, đây là chúng tôi mở bên tôi còn bên kia đó. Cửa hàng chúng tôi cũng rất là rộng, chứa lượng lúc nào cũng có tầm trên 10 chiếc xe. Và chúng tôi còn phải gửi nhiều bãi, nếu như có những cái gì mà chúng tôi mua được nhiều xe, chúng tôi có thể gửi trong khu chung cư bên kia đường. Đây là cứ có khách đến, chúng tôi sẽ sang bên khu chung cư đấy, chúng tôi lấy về để chúng tôi cho quý vị và các bạn xem. Cho nên là nếu như quý vị và các bạn đang trong cái lúc dịch này thì quý vị và các bạn chỉ cần nhu cầu xe như thế nào thì chúng tôi sẽ tư vấn qua bạn. Nếu như quý vị và các bạn đã ưng rồi, giống như mấy khách hôm trước ấy, mấy khách hôm trước là chúng tôi đã tư vấn qua bạn rồi, khách đến ưng thì quý vị đến chỉ cứ lên xe và chạy thử 1-2 vòng cái là xong thôi, vì chúng tôi đã tư vấn thực tế bằng cái clip. Chính chiếc xe đấy chúng tôi đã gửi cho quý vị và các bạn xem qua clip này. Và quý vị và giá cả chúng tôi cũng trao đổi luôn qua bạn. Cho nên khách đến chỉ việc ngồi lên xe chạy thử và xem đúng như những gì chúng tôi tư vấn, đúng như những gì chúng tôi quay, đúng như những gì chúng tôi chụp và gửi cho khách hàng thì khách hàng đến xem xe cũng không mất thời gian gì nhiều, chỉ chạy thử một vòng cái là về là thanh toán tiền, chuyển khoản là nhận xe, không có gì lâu lắm. Và như lần vừa rồi thì chúng tôi cũng có bán một số xe là bán cho khách ở ngoài tỉnh. Khách ở ngoài tỉnh thì đang không dám về Hà Nội vì Hà Nội đang là cái vùng dịch rất nguy hiểm, cho nên là khách không dám về. Thì về Hà Nội này thì khách đã hẹn chúng tôi là đánh ra đầu đường cao tốc hoặc là muốn giao dịch ở chỗ nào thì chúng tôi cũng sẽ đem chiếc xe, chúng tôi sẽ bố trí đem chiếc xe đến tận nơi mà quý khách hàng muốn hẹn để giao dịch. Đến nơi khách hàng cũng xem xe và cũng chỉ việc là chuyển tiền và lấy xe thôi, vì chúng tôi đã tư vấn qua mạng, chúng tôi cũng gửi clip qua mạng hết cả Hà Nội. Cho nên quý vị và bạn mua bán xe tại cửa hàng chúng tôi hoặc là tại kênh ô tô 360 này thì quý vị và bạn yên tâm ạ, tại vì chúng tôi mua bán chúng tôi luôn giữ uy tín ạ. Tất cả những chiếc xe chúng tôi mua về cửa hàng này chúng tôi đem bày bán tại cửa hàng này,
và chúng tôi đang lên trên mạng thì đều là những chiếc xe là phải rõ nguồn gốc. Thứ nhất là phải đảm bảo rõ nguồn gốc để đảm bảo an ninh. Chiếc xe này trước khi chúng tôi bán cho quý khách thì là chúng tôi mua về, nó thuộc tài sản của chúng tôi, cho nên cái yêu cầu của chúng tôi là cái an ninh là tốt, chúng tôi phải đảm bảo phải an ninh để an toàn chúng tôi trước đã, rồi mới đến với khách hàng. Sau khi chúng tôi bán cho khách hàng rồi, chúng tôi còn phải có trách nhiệm trong cái thời gian mà khách hàng sử dụng. Nếu như có vấn đề thì chúng tôi vẫn phải có trách nhiệm với chiếc xe đấy. Cho nên quý vị và các bạn mua xe của chúng tôi, quý vị và các bạn rất là yên tâm, vì nếu như quý vị và các bạn mua xe của dân dùng chẳng hạn mà gặp những người thân người quen thì ok, vấn đề gì cả. Nhưng nếu như quý vị và các bạn mua của những người mà vẫn đăng tin trên mạng nhưng mà không rõ địa chỉ, không có cửa hàng giao dịch ở ngoài bất cứ ngoài địa điểm nào, nhưng mà quý vị và các bạn hẹn hoặc là khách hàng chủ xe đấy có hẹn với khách nào, quý vị và các bạn cũng nên cảnh giác, vì là hiện nay cũng có rất nhiều thủ đoạn xe cổ, thứ nhất là không rõ an ninh hoặc là xe có thể có lỗi, có biết thì người ta mới đem bán ở những cái nơi mà không có địa chỉ có hẹn ở ngoài bãi bỏ xe, chỉ có hẹn ở ngoài bãi xe này, hoặc là ở quán cà phê này, thì cái đấy thì quý vị và các bạn đi xem nhiều. Nếu quý vị và các bạn đã đến cửa hàng chúng tôi rồi thì quý vị và các bạn rất là yên tâm, vì chúng tôi đã mua bán tại cửa hàng chứ không phải bán giữa đường giữa chợ, quý vị và các bạn không phải lo. Nói thật với quý vị và các bạn là trong cái thời kỳ nghỉ dịch này thì tất cả ai cũng vậy thôi, đều đang làm việc hàng ngày, tự nhiên nghỉ dịch một cái tất cả mọi từ cái bữa ăn hay là cái giấc ngủ hay cái sinh hoạt hàng ngày nó cũng bị đảo trộn, nó rất là buồn và nó gây ảnh hưởng rất lớn lên cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người, không riêng ai cũng như tôi các bạn. Cho nên quý vị và các bạn ở nhà và quý vị và các bạn có buồn mà cũng đang quan tâm đến xe hoặc là chưa có nhu cầu nhưng sắp tới có nhu cầu, quý vị và các bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp, tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn cùng tư vấn cho quý vị các bạn để quý vị và các bạn có sự lựa chọn tốt nhất cho riêng mình. Làm sao mình là người tiêu dùng thông minh. Quý vị và các bạn đừng ngại, hãy liên hệ với số hotline của ô tô 360 chúng tôi để được tư vấn. Số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883. Và nếu như quý vị và các bạn muốn đến trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi thì cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Cố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, để được xem những chiếc xe trực tiếp này. Hiện nay ở cửa hàng chúng tôi đang có rất nhiều loại xe giá tầm tiền từ 300 triệu trở lên. Ví dụ chúng tôi đang có những chiếc xe này 300 triệu, hơn 300 triệu tí chúng tôi đang có xe Hyundai i10 hatchback này, tên tư nhân của Hà Nội, giá chỉ hơn 300 tí thôi. Và chiếc xe Hyundai Tucson nhập khẩu sản xuất 2009 giá chỉ hơn 300 chút thôi. Và một chiếc xe Ford Escape sản xuất năm 2012 giá chỉ hơn 300 chút thôi. Và cái tầm tiền cao hơn một chút nữa, chúng tôi đang có chiếc xe EcoSport. EcoSport là sản xuất 2015 giá thì lại ở mức hơn 400 triệu rồi. Và cũng có những chiếc xe như hơn 500 triệu thì chúng tôi lại có tầm Kia Cerato này, Kia K3 này, Kia K3, chúng tôi đang có chiếc xe Kia K3 14 kia, chiếc xe Kia K3 14 bản 2.0 chúng tôi bán gần 500 triệu rồi. Còn Kia Cerato 2018 2.0 chúng tôi bán với giá là hơn 600 thôi. Còn Kia Cerato 2.0 và 2016 chúng tôi chỉ bán giá hơn 500 triệu đồng thôi. Còn kia là chiếc xe Kia Cerato 2019, kia là chiếc xe siêu luxe, chiếc xe được sản xuất năm 2019 bản luxury. Và đây là chiếc xe siêu luxe. Vì sao lại là siêu luxe? Là chiếc xe được sản xuất năm 2019 mới sử dụng có 1 năm thôi. Chúng tôi bán với giá hơn 600 triệu đồng bản luxury 1.6 này. Và bên cạnh tôi đây là chiếc xe màu đen, đây chiếc xe Mazda CX-5 sản xuất năm 2017 bản 2.5 số tự động, chúng tôi đang bán với giá là hơn 700 triệu đồng thôi. Và còn rất nhiều những chiếc xe ô tô khác mà chúng tôi đang bán tại cửa hàng này. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua bán xe ô tô cũ thì quý vị và các bạn liên hệ với ô tô 360 chúng tôi. Quý vị và các bạn có thể mua bán này hoặc là đổi xe. Quý vị đang có tí chiếc xe nào đó, quý vị và các bạn muốn nâng đời thì quý vị và các bạn cũng mang qua cửa hàng chúng tôi để được đổi. Chúng tôi có thể trao đổi các đấy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi. Xin quý vị và các bạn hãy like clip và chia sẻ video, đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất của ô tô 360 chúng tôi cập nhật trên kênh ô tô 360 này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.
À và quên quý vị nhé, ngồi buồn thì cũng phải cho tay vào cồn, và lâu lâu lại cũng phải cho cồn vào tay. Đây là cái mùa dịch ạ. À. Và đi ra đường thì quý vị và các bạn nhớ đeo khẩu trang nhé. Trước tiên là bảo vệ cho mình và bảo vệ cho những người thân gia đình mình, sau đó để bảo vệ toàn xã hội. Và quý vị và các bạn cũng trong cái thời điểm mà cách ly xã hội này thì quý vị và các bạn cũng nên hạn chế ra ngoài thôi, cố gắng ở nhà. Có những cái việc gì sự quan trọng thì hãy đi ra ngoài, còn không cứ ở nhà cho nó an toàn. Thứ nhất là giữ cho mình, sau đó để giữ cho người thân của mình và giữ thì cho toàn xã hội. Tất cả chúng ta cùng chung tay để đẩy lùi dịch Covid. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tôi sẽ đeo